Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Hoài Lâm, Ngô Kiến Huy cực điển trai đón Noel cùng Khải Như và Việt Hương. Vừa qua, ekip làm phim Tí Tôi Là Cao Thủ đã tung bộ ảnh chụp nhân dịp lễ Noel cùng các diễn viên chính trong phim. Bộ ảnh mới nhất chúc mừng Noel của ekip làm phim Tí Tôi Là Cao Thủ đã hé lộ những cảnh vui vẻ của gia đình của ông bà nho nhã với sự tham gia của dàn diễn viên Việt Hương, Ngô Kiến Huy, Hoài Lâm, Khải Như và Hải Phương. Việt Hương vào vai bà nhã vì phát hiện chồng mình luôn giữ kỷ vật của mối tình đầu bên mình nên đã dẫn các con lên thành phố cùng với số tiền đền bù đất đai và bỏ lại ông nho ở quê cùng người con út. Tí Tôi Là Cao Thủ có nội dung xoay quanh câu chuyện về một gia đình làm nghề thuốc đông y. Ông bà nho nhã nổi tiếng khắp làng với tài phóng kim châm chữa bệnh, có 102, họ sống yên vui hạnh phúc cùng 4 người con, đều là những nam thanh nữ tú tại một vùng quê yên bình. Rồi một ngày, số tiền lớn có được từ việc đền bù đất đai đã khiến gia đình vốn nho nhã rơi vào những bất hòa và tranh cãi. Đặc biệt sau khi vô cùng tức giận vì biết chồng mình luôn giữ kỷ vật của mối tình đầu, bà nhã Việt Hương đã quyết định bỏ lại chồng Hoài Linh và đứa con trai út Hoài Lâm để lên đường lên thành phố tìm hướng đổi đời. Nhưng cuộc sống nơi đất khách quê người không dễ dàng như mẹ con bà nhã tưởng tượng. Vốn thật thà dễ tin người, họ đã bị một nhóm người giăng bẫy để rơi vào những con đường sai trái. Đứng đầu nhóm này là một người phụ nữ có hành tung bí ẩn và nhiều bất ngờ. Ai sẽ giải cứu cho họ khỏi những cạm bẫy? Liệu gia đình của họ có trở lại được cuộc sống yên bình trước đây? Tí Tôi Là Cao Thủ sẽ được khởi chiếu trên các rạp toàn quốc vào ngày 29 tháng 1 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.